Dù chưa hết niên hạn sử dụng, nhưng chiếc xe chở người này bằng cảm quan đã nhận thấy có dấu hiệu sập sệ, cũ nát và không đảm bảo an toàn kỹ thuật để lưu thông. Cái xe này hôm đánh xuống đăng kiểm nhưng mà ngay từ vòng đầu tiên đã không đủ tiêu chuẩn phải đánh về, thì trong lúc mà chưa tìm được xe khác thì bí quá để đành phải làm liều. Để tiếp tục chở công nhân, chủ phương tiện đã đánh liều đặt mua tem đăng kiểm giả lẫn tem chứng nhận nộp phí sử dụng bảo trì đường bộ giả. Đây cũng là cách mà chủ xe khác biến chiếc ô tô vốn mua về để bán đồng nát chỉ với giá 29 triệu đồng thành một chiếc xe chở công nhân. Tức là mình đúng đấy là mình không hiểu biết thì mình là nhầm đối phó với cơ quan chức năng. Thưa quý vị, khi công tác kiểm định chất lượng xe cơ giới được siết chặt thì những phương tiện ô tô đã gần hết niên hạn sử dụng như thế này, thậm chí là những ô tô đã trở thành đống phế liệu đồng nát ở phía sau lưng tôi thì sẽ khó mà đáp ứng được điều kiện. Chính vì vậy các chủ phương tiện đã tìm đến và sử dụng những tem đăng kiểm giả. Cơ quan công an đã cảnh báo đây là những thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm hiện nay. Trước đó qua quá trình kiểm tra, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã phát hiện 4 phương tiện ô tô chở khách đang lưu thông sử dụng tem đăng kiểm giả. Mở rộng điều tra, những người liên quan có hành vi sản xuất, môi giới bán tem giả cũng đã được làm rõ. Dù công việc chính là làm nghề chụp ảnh viện áo cưới, mỗi tháng có thu nhập trung bình từ 8 đến 10 triệu. Nhưng vì lòng tham và thiếu hiểu biết, người đàn ông này đã tự tìm cách thiết kế, in ấn để tạo ra những tờ tem đăng kiểm giả để lấy thù lao chỉ vài chục ngàn đồng một chiếc. Mỗi lần tôi làm cho anh Thành thì anh Thành giả cho tôi là 70.000 và 80.000. Tôi thấy đây là một bài học nó đắt giá đối với bản thân tôi. Có mấy chục nghìn như một cái thì để tính gì là cái mua bán đâu. Thì là ông anh ông ấy thì làm hộ cũng là giúp nhau thôi. Khi lòng tốt đặt sai chỗ và sai cả mục đích thì giờ đây tất cả nhóm người này đang cùng nhau phải đối mặt với tội danh sản xuất và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức. Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ mức giá 70.000 đồng tại cơ sở in ấn, nhưng qua nhiều người trung gian, khi đến tay chủ xe, thì bộ tem đăng kiểm giả đã được bán với giá 600.000 đồng. Chúng tôi đánh giá là cái loại hình tội phạm này có thể sẽ có những cái diễn biến rất là phức tạp. Nên thế thì để cảnh tỉnh các chủ phương tiện, những người tham gia giao thông cũng như là các đối tượng có muốn làm giả thì là cơ quan điều tra công an huyện Sóc Sơn sẽ đấu tranh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với tất cả những cái hành vi liên quan đến cái hành vi làm giả cũng như là sử dụng tem đăng kiểm giả. Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng trong vụ án này để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Khi đã tiếp tay để lưu thông ra đường, những phương tiện hết niên hạn sử dụng hoặc không đảm bảo an toàn, nhất là lại sử dụng để chở người, thì những rủi ro và hiểm họa sẽ không ai có thể lường trước được.